Dạ vâng, Lê Trung xin kính chào cả nhà. Dạ, đầu video thì cho phép Lê Trung kính chúc cả nhà mình có nhiều sức khỏe, bình an, thanh tâm an lạc, đặc biệt gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha cả nhà. Dạ thì cả nhà ơi, để tiếp tục với những cái video mà Lê Trung chia sẻ đến cả nhà mình về những cái câu chuyện tâm linh đó, thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục chia sẻ đến cả nhà mình thêm một cái video nữa nha. Dạ, trên cái video ngày hôm nay đó cả nhà, thì hiện tại Lê Trung đang có mặt ở tại tỉnh Đồng Tháp. Và hiện tại thì Lê Trung đang có mặt ở ngay trước một cái ngôi nhà hoang. Và cái căn nhà hoang này thì theo như Lê Trung có tìm hiểu, Lê Trung cũng được biết là cái căn nhà hoang này đã được bỏ hoang cách đây rất là lâu rồi cả nhà. Và như cả nhà mình nhìn thấy á, thì cái căn nhà hoang này được xây cất rất là kiên cố và rất là khang trang. Nhưng không biết vì cái lý do gì mà cái căn nhà này lại bỏ hoang đến thời điểm hiện tại. Khi Lê Trung mới nhìn thấy cái căn nhà này thì Lê Trung có nhìn thấy được một cái luồng âm khí nó tích tụ về đây. Thì Lê Trung cũng không có vội vào cả nhà. Lê Trung có đi vòng vòng ở khu vực này, Lê Trung tìm kiếm quý bà cô chú anh chị ở gần đây, Lê Trung hỏi thăm. Thì Lê Trung được biết á, ở tại ngay cái căn nhà này, trước đây á, cũng có một gia đình ở tại đây. Và không biết vì cái lý do gì, sau khi mà gia đình đã xây cất cái nhà này lên thì bắt đầu là không ở được. Gia đình bắt đầu là cự lộn, con cái đồ này kia, vợ chồng đồ này kia cự lộn. Và xảy ra rất là nhiều mâu thuẫn ở trong cái gia đình. Lê Trung có hỏi là cô chú anh chị có biết được cái vấn đề nó nằm ở trong đây là cái gì hay không? Thì cô chú cũng không có biết là cái gì cả nha. Cô chú cũng nói là chỉ biết cái hộ gia đình này sau khi cất cái nhà lên á, là liên tục có những cái sự cãi lộn, cãi vã vang ra ở ngoài, người ta biết thôi. Thì sau một thời gian đâu đó khoảng 10 ngày nửa tháng gì đó, là cái gia chủ này mới bỏ đi hết luôn. Con cái thì đi tứ hướng, rồi vợ chồng cũng tan rã chia rẽ luôn. Và đến thời điểm hiện tại thì cái căn nhà này theo như Lê Trung có hỏi thăm thì đã bỏ hoang cách đây khoảng 5-6 năm gì rồi cả nhà. Và gần đây nhất có một cái lời đồn từ ở trong cái căn nhà này, đó là có một cái ông chú đi vào đây để mà đặt bẫy rắn xung quanh những cái khu vực này nè cả nhà. Thì ông chú có nghe được một cái mùi hôi rất là nồng nặc đó. Nhưng mà ông chú này đi vòng vòng tìm kiếm chỗ này kia thì không có biết được, là không có xác định được cái mùi hôi đó xuất phát ra từ đâu đó. Và cái lò đồn nó dần dần đưa ra rồi là thiêu dệt thêm, bảo là ở trong đây có quỷ ma gì đó đang về đây trú ẩn, khiến cho cái ngôi gia này rất là hôi hám. Thì sau khi Lê Trung nghe những cái lời kể như vậy đó, thì Lê Trung cũng có đến đây. Rồi Lê Trung nhìn vào thì Lê Trung thật sự là Lê Trung thấy có một cái luồng âm khí nó tích tụ lại tại đây. Nhưng mà còn về cái vấn đề có ma quỷ gì đang trú ẩn ở trong đây hay không, và vì sao lại có cái mùi hôi như vậy, thì để bây giờ Lê Trung sẽ kính mời cả nhà cùng với Lê Trung, chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào bên trong cái căn nhà này để tìm hiểu xem là ở tại cái căn nhà này có cái vấn đề gì hay không, cũng như là ở trong cái căn nhà này có chứa đựng cái bí mật gì hay không, để chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm, tìm hiểu và giúp đỡ những cái hiện tượng tâm linh ở trong đây nha cả nhà. Đó, như cả nhà mình nhìn thấy thì cái căn nhà này được xây cất rất là kiên cố và khang trang. Nếu mà tính ra ở quê mà cách đây 5-7 năm mà cắt được cái nhà như thế này á, thì gia chủ cũng rất là khá cả nhà. Nhưng mà không hiểu vì cái lý do gì mà gia chủ căn nhà này không ở được, phải bỏ đi. Chỉ với vừa cắt nhà lên, Lê Trung nghe nói là đâu đó là mới vừa cắt nhà lên tầm khoảng chừng 10 ngày, nửa tháng hay là 20 ngày gì đó. Thì đã bỏ nhà đi luôn. Thì xung quanh cái căn nhà này như cái nhà mình nhìn thấy nè, cây cối rồi nó cũng khá là rậm rạp, rừng rậm đâu rất là nhiều. Ở phía sau đây thì nó cũng có cây cối rồi rất là nhiều nha. Cái nhà này thì sau khi gia chủ bỏ đi thì ở phía sau này nó trống trải, còn phía trước thì được khóa lại rồi. Ê,
cái gì vậy trời? Cái nhà thấy gì không ạ? Trời ơi, cái gì hôi trên đây? Tao ngửi trời. Cái chân cục thịt. Quy Quy đang làm gì vậy? Trời ơi, cầm cái trời trời, quỷ này nó cầm cái giống cái chân dưới cả nhà. Trời ơi, nó tanh cái gì vậy trời? Phải bị qua mắt không? Mình mới vừa thấy cái gì vậy cả nhà? Không lẽ là con quỷ nó nhặt được cái chân nó ăn ta? Phải không trời? Rồi. Bắt đầu có cảm giác nó hơi chóng chóng rồi cả nhà. Ở đây nó biến đi đâu rồi? Không lẽ là cái lời kể của ông chú đi vào đây đặt bẫy rắn là có thật hay sao ta? Bây giờ cái lúc nãy mình nghe cái mùi hôi rất là nồng nặc mà bây giờ hình như là nó tan mất quất rồi. Kỳ vậy. Đâu mà thấy ghê vậy trời. Thôi cả nhà, bây giờ chắc có lẽ là Lê Trung sẽ đặt một cái bàn nghi thức đi cả nhà. Tại vì cái hiện tượng mới vừa xuất hiện ra khiến cho Lê Trung nó hơi... mình có cái cảm giác như là nó hơi ấy cả nhà. Không biết là có phải là quỷ nó ăn cái chân người không ta? Tôi thấy nó cầm nhìn thấy ghê quá vậy. Máu me đâu lòm nó lát hả? ở đâu nó tìm ra được cái đó. Nhưng mà thật sự con quỷ này nó ăn cái chân đó là cũng hơi bị ghê à. Cách đây hình như đâu đó gần một năm, Lê Trung cũng có gặp một cái trường hợp của một cái con quỷ nó vào trong cái khu nghĩa địa, nó moi lên được một cái chân của một cái em bé.
Để đây anh. Qua lần này thì không lẽ là cái trường hợp nó lại tái hiện trở lại thôi. Lần đó là chung gặp con quỷ đó là nó cầm cái chân ăn là ốm cũng gần chết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đức Đại Thiên Trạch Thần Hoàng Bổn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cúc Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây thì cũng có ý nguyện là muốn được trợ duyên cho các vong linh đang đối khác lạnh lẽo vất vưởng trên cái cõi Ta Bà. Thì con cũng mong các ngài có hoan hỷ đó cho vị vong linh mới vừa xuất hiện ra cho con thấy ra đây nhận hưởng những phần lễ này, để con có thể tìm hiểu được về họ, để con có thể giúp đỡ cho họ được đi về chùa để họ tu hiền tu lành. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đang ăn à? Tự dưng có cái thằng nào rồi đi vô cái nhà. Bất thiệt chứ, ăn con mì như nào nữa. Ôi, sao mà đồ ăn nhiều dữ vậy? Đang lúc bất cứ tự dưng nghe được mùi đồ ăn ngon quá. Ôi, cơm bánh đồ ê hề, nhang khói đồ nước nôi đồ quá đã. Ừ, giờ thôi tạm thời bỏ cái chân dấu đó đi, giờ phải ăn cái này trước đi. Ôi quá rồi, mới lấy về rồi, mới đang tính cạp đâu mà đi tới kìa, nó phá đám không cho ai ăn uống gì hết á. Ồ, nhìn thấy này ngon dữ à, con nhận một cơm mùi bánh này ngon quá, thơm quá. Giờ ăn cái này trước đi, rồi cái giò cái chân đó đó để đi từ từ tính. Cô Ly, cô Ly. Còn quá. À, phải đi. Có đồ ăn vậy là ngon quá rồi. Sao mà khổ quá. Không có đồ ăn. Ừ. Lấm được cái giò, cái chân nữa đó. Ăn. Mà cũng không được yên nữa. Mà hên hên. Nhờ vậy á, được một bữa no nê vừa lòng hả dạ mình rồi, mình chắc ăn hết luôn. Bánh ngon thiệt, cơm cũng ngon nữa.
Tính ra là được tốt đó chứ. Hên hên, nay gặp nữa được ăn một bữa quá đã, quá ngon. Thiệt là vi diệu gì đâu, đã qua sương qua. Ở trong cái ngôi nhà này bấy lâu nay chưa có ai mà bày ra cho ăn, nay được một ngày thì là trường hợp này ngoại lệ rồi. Ừ, đúng rồi, thôi gắng ăn đó. Hết cái số này. Nãy giờ ăn no quá rồi, chắc á đi nghỉ ngơi thôi. No quá, ngon quá. Cái cục đỏ đỏ này đâu rồi? Cục đỏ gì? Này này, tại sao mày tới cái nhà ngôi nhà của tao ở đây? Tôi tới tôi tìm vong, tôi cúng cơm cho ăn. Rồi nãy cầm cái gì đỏ đỏ thế ghê vậy? Cái giò có đứa nít cái gì? Rồi đâu có cái đó? Rồi mày hỏi anh chị, ở đâu có thì kệ tao. Bây giờ tôi nói ông nghe nè, mình là vong hồn, vong linh, mình phải biết tu hành. Mình tại sao mà mình đi ăn những cái thứ như vậy? Ôi, tu hành cái con khỉ gì? Tao đâu có biết tu hành. Tao chỉ giúp dưỡng lang thang thôi. Rồi á, đối cái gì á thì tao ăn cái nấy, kiếm được cái gì tao ăn cái nấy thôi. Mày bị ở đâu mày tới đây mày đặt mày phiên tao lại? Rồi cái chân đó ở đâu mà có? Bị trong cái đĩa chứ đâu. Cái đĩa làm gì có, không lẽ ông móc mộ lên hả? Ngọc, làm sao mà ông lấy được cái đó lên? Tao đâu có bóp. Chứ làm gì? Tao đâu có bóp mộ đâu. Tao vô tình tao đi ngang đó đó. Tao thấy cái bọn tợm mộ nó đào cái mộ của cái con bé đó lên để nó lấy vàng dòng. Nhà của con bé đó đó lúc trước á chết á đeo cho nó vàng nhiều lắm. Rồi mấy thằng tợm mộ á nó đào, nó đập ra nó đào, nó lấy vàng xong rồi nó không có lắp lại. Còn cái xác lú ra vậy đó. À, cái con bé này á nó bị xe tông rồi gãy cái giò đó. Rồi á, tao giật được cái, tao thấy được vậy á, đổi quá rồi. Tao giật cái giò, tao trả về đây tao tính ăn. Tao mới chưa gì hết là mày tới mày phải đã mày. Sao cái gì không ăn đi lấy cái chân đó mà ăn? Rồi. Thì tao đói mà tao phải ăn chứ sao. Rồi đói thì cũng phải đi kiếm cơm bánh hay gì đó ăn đi chứ, tự nhiên đi ăn cái thịt người chứ, ăn cái chân làm gì? Kiếm ở đâu gà? Ở đâu có? Mày biết tao kiếm bao nhiêu năm rồi chưa? Mà bây giờ cái chân nó đâu rồi? Hồi nãy á, tao giục rồi. Sao mà giục? Thì tao giục chứ sao? Tao nghe được cái mùi đồ ăn ngon này nè. Tao nghe được cái tao đi vô đây tao ăn. Mùi cơm, mùi bánh là ngon quá. Rồi á, tao giục luôn rồi. Đi giục cái chân đó luôn. Nào luôn rồi. Ừ.
Dũng đúng không? Là Dũng ở đâu? Không nhớ. Trời ơi, tự nhiên tao nghe được cái mùi nhang, mùi bánh, mùi cơm. Là tao biết thế nào luôn cũng có đồ ăn. Rồi á, tao á, giục bơ giục đãi luôn rồi, không biết nó gớt đâu rồi. Trời ơi, thì giờ sao biết được đâu mà kiếm cái chân đó lại tiêu quỷ. Kệ mày chạy, mày quan tâm mày chi vậy? Sao? Thì nó gớt chứ đó, thì 2-3 ngày nữa nó cũng gã ra thôi. Nói vậy sao được, cái bộ phận của cơ thể của con bé đó bây giờ ông lấy ông làm mất của người ta rồi sao? Tao không quan tâm, mày muốn đi thì mày đi ra mà đó mày kiếm đi. Giờ mày ngang bướng phải không, bây giờ làm sai rồi mà giờ còn ngang bướng phải không? Tao làm gì tao sai? Đó ông là hồn ma dắt dưỡng rồi cũng phải biết là mình đang phải trả nghiệp. Bây giờ mình kiếm đường tu hành đi, không đi tu đi đầu thai chuyển kiếp gì đi mà sao mà tự nhiên đi lục thi hài sắp chết mà ăn vậy? Chịu đói khác chịu sao nổi mày? Trời ơi, đói là ông phải đi ăn vậy đó hả? Thì có gì ăn nấy mà tao tưởng đâu ngon lắm, mùi nó tanh tanh, nó hôi hôi, nó thum thủm, khó chịu lắm. Tao tưởng nó là ăn được nãy á, tao đưa lên tao cắn rồi mà sao thấy nó kỳ kỳ, sao nó gợn gợn, sao tự dưng đang rút rốt cái mày xuất hiện. Rồi từ ngày trước giờ là ông ăn bao nhiêu cái chân vậy? Đây có đâu, tao mới ăn lần này đó. Rồi mới lấy về lần này là lần đầu tiên đó. Rồi ông ở trong cái căn nhà này lâu chưa? Tao ở đây hả? Lâu rồi. Rồi đó ông ta, ông gia chủ ở đây đó, là ông phá ông gia chủ đó, ông bỏ đi luôn nữa hả? Ừ. Thì mắc gì phá anh ta? Thì tao không thích tao phá. Trời. Cái thằng đó keo kiệt lắm. Keo kiệt là sao? Thì nó keo kiệt bụng xỉn, nó gích đó. Rồi ông xin đồ ăn không cho hay gì? Tao hả? Đi ngang nhà nó vậy đó. Mà nó chớ hề nó đem cái gì ra cho tao ăn. Sao tao biết ông, sao người ta thấy ông mà tao đem ra ông? Tao người trần mất thịt mà làm gì mà thấy ma thấy quỷ được mà biết ông đói đâu mà đem ra cho ông? Mà nó sống với vợ con nó cũng vậy nữa, chắc chi từ lừa tí gì đó. Rồi thằng đó nó hùng dữ lắm, nó quýnh vợ quýnh con nó tối ngày. Tao ghét, tao xuất hiện ra tao hù đó. Rồi á, nó sợ quá, rồi nó cuốn đồ vợ chồng con cái gì á đi hết rồi. Chứ giờ ông làm cái kiểu đó mà ai mà không sợ? Nhìn mặt nó là tao ghét. Có gì ghét ông ta? Có liên quan gì tới ông đâu, người ta khó khăn, người ta keo kìa bún xỉn thì chuyện của người ta. Ông biết ông làm vậy là ông biết ông hù dọ người ta vậy, người ta bỏ xứ người ta đi, ta không có dám ở trong cái căn nhà này. Là ông biết ông đang tạo nghiệp không? Ông đang gây ra một cái lỗi lầm lớn không? Tao đâu có biết. Tao chỉ nghĩ là tao làm vậy là cho bỏ tức thôi. Bỏ tức cái đầu ông á. Ông là hồn ma dắt dưỡng, ông lo cái bản thân của ông để mà ông đi với đầu thai chuyển kiếp đi, ông đi phá người ta. Thì người dương người ta sống trên cái cõi ta bà này á, là người ta là có cái nghiệp quả riêng của người ta hết. Ông có lấy cái quyền gì mà ông xuất hiện ra để mà ông hù dọa người ta vậy? Vì là cái chỗ này mày biết không, là cái phong thủy tốt, cho nên là tao ở đây hoài luôn, không đi đâu hết á. Không có được, bây giờ nó là mà ông phải đi về chùa để mà tu chứ hành đi, chứ bây giờ ông ở ngoài này sao được. Bảo ông này ông quậy phá cái kiểu này rồi sao người dương ta ở được. Rồi nay mai cái ông ở đây ông chán, ông đi chỗ khác ông phá nữa sao? Mà nói sao tao ở cái nhà này ngon thấy bà luôn, người kia tôi đi đâu? Tôi nói không có được. Ông tao không đi đó. Bây giờ tao nói cãi là tôi bắt á. Không có giỡn mặt nha. Mày làm gì mày bắt tao? Bây giờ trước mắt á, ông có hai cái việc mà ông nói là đã sai nè. Cái thứ nhất á, là ông ăn cái xác chết nè. Cái thứ hai nữa là ông đã quậy phá cái người dương, khiến cho gia chủ căn nhà này người ta bỏ đi là 5-6 năm nay rồi. Đó, trong khi đó là người ta là chắc chiêu từ đồng từ cắt ta mới mua được cái mảnh vườn như thế này, rồi ta cắt nhà lên để mình ta an cư. Đó. Người ta an cư người ta mới lập nghiệp được, còn cái này bây giờ ông vô ông quậy phá người ta phải bỏ nhà, bỏ xứ người ta đi. Rồi không an cư được thì làm sao người ta lập nghiệp được? Tao không còn biết, tao chỉ muốn được ở cái nhà này thôi, mà kêu tao đi đâu tao cũng không đi đâu. Bây giờ là một là để cho tôi giúp đi về chùa để mà tu. Đó. Để mà sửa đổi cái bản thân, tu tâm sửa tánh của mình, không có làm hại người dương nữa. Còn hai nữa là tôi bỏ vô trong mình hồ lô, đem về á, rồi đó là tôi lấy lửa tôi đốt cho thấy cảnh. Mày làm gì mà mày biết mày giúp đi về chùa?
Mày là thầy bà hay gì mày giúp đi về chùa? Tôi không có thầy bà gì hết trơn á, nhưng mà tôi là người học đạo. Tôi biết được cái cảnh khổ của các vị cho nên là tôi mới cắt công tôi đi tìm kiếm các vị để mà tôi đó là tìm kiếm những cái đó là vong linh, hữu duyên. Tại sao biết khổ? Sao không biết, bây giờ đó là ông quanh năm suốt tháng ông được ăn cái gì? Nó đói khổ quá, đói lạnh quá, không có đi ăn hết rồi ông mới đi ăn tầm bậy tầm bạ đó. Mà ăn cái gì không ăn đi ăn cái chân người. Thì tao đói tao phải ăn chứ sao? Thì đói gì không khổ hả? Phải đi ăn tầm bậy tầm bạ không khổ hả? Ừ, tính ra mày hay ha. Mày cũng biết được là cái tâm tư phiền muộn của bọn ma quỷ như tao. Được. Không biết sao mà tôi đi giúp cho tụi ông được. Rồi, ông mất cái đây lâu chưa? 16 năm rồi. Rồi, em tên gì? Tên. Rồi, mất cái đây, mất lúc đó là được bao nhiêu tuổi? Mất lúc đó 22 tuổi. Rồi sao mất mà không chịu đi đầu thai đi rồi mà còn đọa vô ngã quỷ rồi đi đó là làm những cái chuyện tào lao bên vậy? Bị thằng em ruột sát hại. Làm gì sát hại, giành của hay gì? Hay giành gái? Nhiều vấn khúc lắm. Nhiều vấn khúc luôn, vấn khúc cái gì? Tao bị ba mẹ tao á không có nhìn nhận tao là con. Nói tao là sao chổi. Rồi đổ thừa cho tao là cái sao xấu. Rồi đầu thai lên báo hại gia đình. Đủ mọi thứ hết. Rồi sao nữa? Rồi á, tao mới nói với ba mẹ tao á, con cũng là con mà. Rồi á, mẹ đẻ con ra rồi sao mẹ không thương mà mẹ nói vậy? Mẹ trù hiểu con cho con chết. Vậy rồi á, tình mẹ con ở đâu? Bao nhiêu năm qua, tao sống ở trong cái gia đình đó, tao làm nhiều lắm. Tao không dám ăn, không dám xài luôn. Bao nhiêu tiền của hả? Tao đưa cho ba mẹ tao hết. Vậy mà tao bị đổ thừa như vậy đó. Rồi có thằng em của tao, nó ăn rồi nó đi chơi tối ngày à. Ừ. Rồi về nó còn chửi mắng tao nữa. Mà mỗi lần tao cự lộn với nó là ba mẹ tao lấy cây gượt quánh tao. Quánh nhiều lắm. Lần nào cũng như lần ấy. Ở cự lộn với nó là ổng bả gượt quýnh. Có nhiều lúc đó, tao á ngủ ngoài bờ bụi nữa, tao đâu có dám về. Ừ. Về nhà rồi ổng với bả quánh chết làm sao. Số tàu đó khổ lắm. Là con trai lớn mà ba mẹ không thương, làm lụng vậy đó. Mà không thương còn cái thằng nó đi phá của, phá làng, phá xóm. Nó phá biết bao nhiêu tiền của ông, của ông bà. Mà ông bà không nói cái gì. Nói là sau này tài sản á sẽ để cho nó hết. Còn tao á, tao làm á, tiền á, đưa cho ông bà. Ông bà đưa tiền cho nó ăn chơi. Còn là tiền của tao không. Mà không thương tao. Mà còn buông lời cai nghiệp với tao nữa. Dịp đó tao với thằng em tao cãi lộn đi. Rồi á, biết sao? Sao? Ổng á, xách ghế đổ á, ổng chọi tao. Gãi tay luôn. Ừ. Ổng nói á, mày á dám á đụng tới thằng em mày coi, là mày tới số mày với tao liền. Xong rồi. Lúc đó á, tao điên tiết lên. Tao với nó hả, quýnh quá trời quýnh luôn. Hai anh em tao quýnh lộn với nhau. Ừ. Mà cái thằng em á, cái ghế mà ông già tao chọi tao đó. Ừ. Nó bể ra. Ghế đẩu mà nó có bốn chân mà bằng cây đó. Ừ. Nó bể tan nát vậy đó. Rồi á, nó chụp được cái chân ghế đi. Nó quất vô đầu tao ba cái. Rồi đúng luôn. Tao sụm xuống. Tao mất luôn. Từ đó mới đầu là sân hận hả? Chứ gì nữa. Ừ. Bây giờ không sân hận để được gì. Mà nghe em không, sau khi mà đánh ông vậy rồi nó có bị xử lý chưa? Có sao không? Ừ. Mày nghĩ coi có thoát tội không?
thì xử lý rồi thôi. Bây giờ là cái tội của nó, nó bây giờ nó đã bị xử lý rồi. Rồi khi mà nó trả giá của nó trên cõi trần xong thì xuống dưới địa ngục thì nó cũng sẽ bị đọa địa ngục thôi. Đó. Rồi bây giờ là người cha của ông đồ này kia đó, những cái người mà đã nó ấy với ông như vậy đó, đã đối xử với ông như vậy, thì trước sau gì họ cũng phải là trả lại cái nghiệp của mình. Họ cũng phải hưởng cái luật nhân quả ứng nghiệm lên cho họ hết. Đó. Còn ông bây giờ ông phải ví dụ như vậy, ông đã bị oan ức như vậy rồi. Ông đã khổ sở ở cái kiếp người như vậy rồi. Rồi ông mất xuống, ông lại là một vong linh khổ sở nữa, ông muốn như vậy hả? Hay là giờ ông muốn ông trở thành một con người lại, rồi á, là có cái cuộc sống nó sung sướng, được cha mẹ yêu thương, được anh chị em trong gia đình yêu thương. Ông muốn như vậy hay là giờ ông muốn cực khổ, muốn đói lạnh, ông muốn trốn chui, trốn nhủi trong những nơi hoang tàn như vậy? Đời này một kiếp nọ. Mày nghĩ sao tao không muốn? Tao rất là muốn được một cái gia đình hạnh phúc, anh em thương nhau, cha mẹ thương lấy nhau. Thì giờ... có được đâu. Nhiều lần tao ước lắm. Mà chắc là do tao hận ba mẹ tao nhiều quá hay sao đó. Rồi thì bây giờ ông muốn hoài. Ông muốn thì bây giờ ông cũng phải biết tu tâm sửa tánh của mình. Nó không có cái gì cho không mình hết trơn á. Mình muốn có được cái sự đối xử tốt đẹp của mọi người thì mình phải trước tiên mình phải là một cái con người tốt trước để cái đã. Mình muốn người ta đối xử với mình tốt thì mình là một con người tốt trước cái đã. Mình đối xử với mọi người xung quanh tốt trước cái đã. Đó. Mình muốn có được cái cuộc sống nó vui vẻ, nó hạnh phúc, không bị khổ thì mình phải tìm hiểu về cái đạo luật nhân quả xem đó, là làm sao để có được cái sự hạnh phúc vui vẻ như vậy, làm sao để có được cái sự là cuộc sống nó an lành, nó thanh tâm an lạc. Chứ còn bây giờ ông không biết được cái gì hết, cái luật nhân quả nó ứng nghiệm như thế nào ông cũng không biết, rồi cái cách đối nhân xử thế đó, ông cũng không biết. Ông có đó là làm đùa làm đại, ông muốn thích làm gì ông làm đó, thì làm sao mà được. Ông muốn cái tốt cho mình thì ông phải tìm hiểu về nó để mà mình biết được cái nào đúng cái nào sai thì mới có tốt cho mình được đó. Mình muốn tốt cho mình thì mình trước tiên á là mình phải tốt với người ta trước một cái, đúng không? Chứ còn bây giờ cái gì ông cũng muốn tốt cho mình hết nhưng mà ông không có tìm hiểu, ông không có dành cái sự là cái tốt đẹp cho người khác hết thì sao được. Tao đâu có quan tâm. Bao nhiêu năm qua giờ tao đói khát, tao chủ yếu là tao lo đi kiếm đồ ăn thôi, chứ tao đâu có suy nghĩ tới cái những vấn đề đó đâu mà biết. Thì đó, thì bây giờ là có cơ hội rồi, đủ duyên với giáo lý nhà Phật rồi. Cơ hội gì? Thì nó thì như lúc nãy tôi đã nói đó, thì bây giờ ngày hôm nay tôi đến đây thì cũng thông qua cái lời kể của cô chú ở đây. Nói ở đây có xuất hiện ra cái hiện tượng tâm linh nó như vậy. Rồi cũng như là ở đây tôi có những cái điều bất thường. Đó, thì tôi nghe như vậy tôi mới tới mò tới đây tôi tìm thử coi có gặp đủ duyên không. Mới bước vô tôi gặp ông cầm cái giò tôi mới trời ơi trời. Tôi muốn ói ra một xanh. Rồi là mới tính là giao tiếp muốn hỏi ông vài chuyện thì ông lại biến mất tiêu rồi, ông dục ông quăng cái chân đâu có tiêu luôn. Giờ biết đâu kiếm. Không nhớ đâu, đừng hỏi tao nữa, tao không biết gì dục chỗ đoàn nữa. Rồi bây giờ là sao đây? Ôi, có cơ hội được như vậy hả ta? Cơ hội vậy quá tốt rồi. Giờ mình cũng muốn làm được một con người. Anh em thương nhau, chị em thương nhau, đùm bọc nhau, cha mẹ đồ thương nhau nữa. Giờ sao? Phải rồi, đúng rồi. Bây giờ sao? Giờ tao muốn đó mày. Muốn cái gì? Thì tao muốn được làm người. Rồi cả gia đình yêu thương nhau, đùm bọc nhau. Vậy là tao thấy hạnh phúc lắm. Vậy thì phải đi về chùa để tu đi. Chùa ở đâu? Bây giờ là ông không cần biết chùa nó ở đâu. Bây giờ chỉ cần ông là quyết tâm, ông là tu tâm sửa tánh của mình để có cuộc sống nó an yên, nó an lạc ở cái kiếp sau. Thì bây giờ là phải nghe lời tôi, đi về chùa tu. Chứ không có ở giấc dưỡng trên đây rồi xuất hiện ra để mà hù dọa hại người này kia. Đó, rồi đi ăn những cái thứ dơ bẩn. Đó. Rồi ông làm người ta, ví dụ như tôi nói ông như lúc nãy đó, ông ăn cái chi của người ta cái chân vậy đó. Rồi bây giờ ông dục đâu ông cũng không biết luôn. Đó, rồi giờ biết làm sao, đó, làm sao tiêu quỷ. Rồi bây giờ là cái xác của người ta cũng không được lành lặn nữa. Thôi, được rồi, tao muốn lắm. Tao muốn để được đi về chùa, có chùa gì đó, mày chỉ tao đi. Bây giờ muốn đi phải không? Ừ. Muốn đi thì phải hành tâm gì đó, ráng tu hành để chuộc lại cái lỗi lầm của mình. Mình sửa tâm tánh mình lại. Đó. Rồi tích phước đức để mà đi đầu thai. Được thôi, tao chắc chắn tao sẽ làm được.
Chắc quyết tâm đó. Rồi ừ. Quyết tâm nói thì cái miệng nói thì dễ lắm, nhưng mà làm đi, nói phải đi đâu với hành nha. Được, tao sẽ thực hiện được, mày tin tao đi. Chắp tay lên rồi niệm với tôi 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật đi. Nam Mô Di Đà Phật. Được rồi, cái nhà ngày hôm nay khi mà Lê Trung đến ngay chỗ cái căn nhà này để tìm hiểu về các cái lời đồn về cái căn nhà này, thì Lê Trung cũng đã gặp được một câu chuyện, mà gặp được một cái câu chuyện này thật sự ra nó không muốn gặp chút nào nữa nha. Rồi gặp lúc nãy nữa là uống là muốn trào cơm ra ngoài, hên là sáng thì chưa ăn cơm chứ ăn cơm chắc trào ra hết. Thôi giờ nói chung là về cái vấn đề giờ về cái vong này như vậy thì Lê Trung cũng đã giúp cho vong này đi về chùa tu rồi. Còn về cái chân thì giờ cũng đi, Lê Trung cũng nói hỏi rồi này kia hát kiểu hết rồi. Giờ là cái vong này giờ nó sau khi mà gặp Lê Trung rồi nó quýnh nó chạy đi đó. Rồi nghe mùi đồ ăn nó quýnh nó giật cái chân, giờ nó không biết cái nằm đâu luôn, giờ không biết làm sao mà đi. Bây giờ đó là Lê Trung cũng đành phải bó tay đó. Để tùy theo số phận đi. Thì mọi chuyện đó thì có bị anh sắp xếp sẵn hết không? Bây giờ mình có muốn cải lệnh cũng không được, cải về trên cũng không được cả nhà. Giờ thì thôi tới đâu tính tới đó. Nếu đủ duyên mình gặp lại được những cái trường hợp như vậy nữa thì mình sẽ giúp cho cái kiểu khác. Chứ còn bây giờ mà hỏi nó không biết chỗ thì thôi cũng biết bó tay. Bây giờ nó chịu đi về chùa thì nó cũng đã đưa cho về chùa rồi. Thôi sao mà, mong sao là cái dòng này về chùa cố gắng tu hành để sớm đầu thai, sớm mà rửa tội của mình để đầu thai. Thôi thì đến đây là chúng xin phép khép video tại đây nha. Để chúng xin chào và xin phép hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.